Ở cái thời điểm mà thời cái video này thì tổng số lượng Bitcoin option trên thị trường nó lên tới con số là 1 tỷ đô la và 1 tỷ đô la Bitcoin option này là sẽ bị đáo hạn ngày mai và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ 5 tại Hoa Kỳ và lúc mình đang cái video này thì ở giờ Việt Nam là các bạn thấy là khoảng 9 giờ sáng và ngày 26 tây tháng 6 À, là ngày thứ sáu tại Việt Nam nhưng mà hôm nay chỉ đến ngày thứ năm chiều ngày thứ năm tại Hoa Kỳ và thống kê của công ty Research School đã cho thấy được là cái số lượng 1 tỷ đô la Bitcoin option này là trên những cái sàn như là sàn Deribit, CME, Back, OKX và LedgerX và khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ được chia sẻ bởi School thì rất rõ ràng là các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin option mà bị đáo hạn ngày mai đã lên tới một con số kỷ lục Tổng cộng là các bạn thấy là 114.7 này là 114.700 đồng BTC tính theo cái số lượng bình thường option hiện tại. Cho nên khi chúng ta quy ra là một à, BTC bây giờ là khoảng 9.200 thì có nghĩa là con số đó lên hơn 1 tỷ đô la và đáo hẹn vào ngày 26 tây tháng 6 năm 2020 tại Hoa Kỳ và cái số lượng đáo hạn này là cao rất nhiều so với lại những cái đợt đáo hạn trước đó các bạn thấy được là một trời một vật cộng lại những đợt đáo hạn trước đó thường nghĩ là cũng không bằng cái số lượng Bitcoin Option đáo hạn ngày mai cho nên đây là một cái tin tức mà thường nghĩ là các bạn sẽ nhận được trên rất nhiều những trang web mà có thể là gây ra những cái sự lo ngại cũng như là không hiểu về vấn đề gì đang xảy ra cho nên thùng muốn làm cái video này để mà chia sẻ với các bạn một số những cái tài liệu mà các bạn cần biết cũng như là bitcoin option là gì các bạn có cần phải quan tâm tới hay là không tôi lên giờ trên mạng các bạn thấy là có rất nhiều những cái bài viết cũng rất chi tiết và đối với thùng rất là hữu ích liên quan tới cái vấn đề của bitcoin option nhưng mà thùng nghĩ là nhiều bạn sau khi đọc thì cũng có thể là có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời cho nên thùng muốn làm cái video này và đây cũng là lý do tại sao mà các bạn đăng ký và theo dõi kênh của thùng capital để thùng có thể chia sẻ những tài liệu mới nhất và có thể phân tích cho các bạn hiểu được là chuyện gì đang xảy ra trên thị trường. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là vào trang web thuận com hay là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link của facebook telegram và twitter và ở phía dưới video này các bạn cũng sẽ tìm thấy cái link liên quan tới những cái sàn giao dịch chỉ những nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch và những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là tìm hiểu sàn Margin Fx hay là Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase và những ưu đãi các bạn thấy được là hiện bây giờ thì sàn Bybit có một cái ưu đãi từ đây cho đến ngày 10 tới tháng 7 cho những bạn nào mà đăng ký thông qua link của thùng Capital mà chưa nạp tiền thì các bạn có thể đăng ký và nạp vào 50 USDT thì sàn Bybit sẽ thưởng cho các bạn 10 USDT. Các bạn có thể bấm vào cái link để tìm hiểu kỹ hơn cũng như được thường đăng những tin tức này ở trên những cái mạng xã hội. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về cái tình hình liên quan đến Bitcoin option. Thì tại sao mà nhiều bạn quan tâm và lo lắng đến Bitcoin option thì cũng rất dễ hiểu tại vì nhiều bạn sẽ liên tưởng tới một cái dụng cụ khác đó chính là Bitcoin futures thì nhiều bạn cho là hợp đồng tương lai Bitcoin futures là một trong những cái yếu tố dẫn đến sự dao động giá của BTC khi mà hợp đồng đáo hạn. Thì nhiều bạn bây giờ là nghĩ là khi chúng ta nói tới Bitcoin options thì đáo hàng ngày mai sẽ có nhiều biến cố Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới vấn đề đó thì chúng ta hãy nói tới là option là gì để các bạn hiểu rõ hơn và sau đó chúng ta sẽ nói tới cái tình hình option hiện tại của Bitcoin là ra sao và Thuận xin với cách đơn giản nhất để mà giải thích cho các bạn hiểu được là option là gì Thì option thì hiểu đơn giản là một cái hợp đồng tài chính Đây là một cái công cụ tài chính mà được sử dụng trong rất nhiều mảng đầu tư Không chỉ riêng là BTC Thật ra BTC chỉ mới có những cái option trong thời gần đây Nhưng mà những mảng đầu tư khác như là chúng ta nói tới là vàng Chúng ta nói tới cổ phiếu thì đã có những công cụ như là option từ rất lâu Và có hai loại option Chúng ta nói tới loại đầu tiên là call option Và thứ nhì là put option thì call option là gì loại đầu tiên thì call option là một cái hợp đồng mà cho cái chủ sở hữu của hợp đồng đó được quyền mua một cái loại tài sản nào đó ở một cái giá đã nêu ấn định cho một khung thời gian ấn định và put option thì ngược lại là cho cái chủ sở hữu của hợp đồng đó bán một cái tài sản nào đó ở một cái mức giá đã được nêu ra cho một khung thời gian ấn định thì để Hương cho các bạn một cái ví dụ dễ hiểu hơn Giả sử như các bạn là một người mà viết kịch bản phim đi Khi mà các bạn viết kịch bản phim Các bạn biết xong các bạn đến một nhà sản xuất Các bạn nói là tôi có một kịch bản phim tôi muốn bán Và tôi muốn bán ở cái mức là 100 000 đô Thì nhà sản xuất sẽ nói với các bạn là Không tôi không mua với cái giá 100 000 đô Tôi thích kịch bản này Nhưng mà tôi chỉ đặt cọc là 10 000 đô la sau đó nếu như và chỉ nếu như khi nào mà tôi kiếm được một cái công ty phim, những cái nhà đầu tư mà chấp nhận lấy kịch bản này mà làm thành phim thì lúc đó tôi sẽ mua lại cái kịch bản này. Thì lúc đó tôi mới mua lại kịch bản này của anh với cái giá là 100.000 đô và tôi sẽ đưa anh thêm 90.000 đô để đủ 100.000 đô thì các bạn thấy được là nếu như mà một kịch bản mà có người đầu tư thì đương nhiên kịch bản đó sẽ có giá trị hơn nhưng mà tại vì nếu như mà các bạn là người mà viết kịch bản mà đồng ý lấy 10.000 đô để mà ký hợp đồng thì các bạn không thể bán kịch bản đó cho người khác mặc dù là sau này khi mà có một nhà đầu tư muốn đầu tư vào kịch bản này để làm phim thì kịch bản có thể đánh giá là 200.000 đô 300.000 đô nhưng mà các bạn đã ký hợp đồng cho nên các bạn chỉ có thể bán với cái giá là 100.000 đô nhưng mà cái nhà sản xuất đó chỉ trả cái phần tiền còn lại khi nào mà nhà sản xuất kiếm được công ty phim chấp nhận đầu tư vào cái phim này để mà làm phim. Chứ nếu không thì nhà sản xuất đó không cần phải trả phần tiền còn lại. Và nếu như không trả phần tiền còn lại thì coi như là bảy hợp đồng. Tại vì trong hợp đồng sẽ viết là trong vòng 6 tháng một năm hay một thời gian ấn định nào đó thì nếu như mà nhà sản xuất đó không trả hết tiền thì coi như là quỹ hợp đồng, cái người mà viết kịch bản sẽ giữ cái 10.000 đô đặt cọc và sẽ có quyền bán cái kịch bản đó cho người khác. thì để các bạn liên tưởng cho lại thì option đó là một cái cách mà chúng ta có thể suy nghĩ khi mà các bạn bán cho nhà sản xuất là một cách bán gọi là bán option. thì các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới bitcoin hay là stock hay là các bạn nói tới là vàng thì cũng tương tự, các bạn khi mà các bạn ký một cái hợp đồng option thì có nghĩa là các bạn đồng ý bán hay là đồng ý mua ở một mức giá nào đó ở một thời gian ấn định nào đó giả dạ, sử như là BTC đi có một ai đó nói là tôi muốn bán BTC ở cái mức là 20.000 đô thì các bạn thấy là BTC bây giờ chỉ có 10.000 đô thì tại sao một người nào đó lại muốn mua BTC ở 20.000 đô thực sự họ không mua BTC 20.000 đô mà họ chỉ mua BTC khi nào mà BTC qua khỏi 20.000 đô họ có thể mua một cái call option có nghĩa là họ tin tưởng là nếu như sau này BTC qua khỏi 20.000 đô thì họ có quyền được mua BTC từ cái người đó ở cái mức giá là 20.000 đô nhưng mà để làm điều đó họ phải bỏ ra một cái số tiền gọi là cái số tiền đặt cọc hay là chúng ta ở thị trường option thì gọi là các bạn trả premium thì các bạn trả cái số tiền đặt cọc đó là một phần tiền của 20.000 đô nhưng mà các bạn được quyền mua BTC 20.000 đô nếu như mà giá BTC qua khỏi 20.000 đô và nếu như mà giá BTC không qua khỏi 20.000 đô trong thời gian ấn định và sẽ như từ đây tới cuối năm thì các bạn không cần phải trả phần tiền còn lại và có hai loại hợp đồng call option có nghĩa là hợp đồng để mua và put option là hợp đồng để bán và mỗi hợp đồng thì đương nhiên là có bên mua bên bán có nghĩa là các bạn có tới bốn loại đầu tiên là các bạn có thể là mua call option có nghĩa là các bạn mua quyền được mua hay là các bạn bán call option nghĩa là bán quyền được mua hay là các bạn làm ngược lại, các bạn có thể là mua put option, có nghĩa là mua quyền được bán và bán put option, có nghĩa là các bạn bán quyền được bán. Và tại sao một người nào đó lại muốn tham gia vào thị trường option thì có 3 lý do chính. Lý do đầu tiên là lý do đầu cơ, đương nhiên là họ muốn mua bán option để coi coi là họ có kiếm lời được hay là không. Giả sử như là Bitcoin hay là bất cứ một tài sản nào mà nằm ở trong cái option đó lên giá hay xuống giá thì họ muốn kiếm lời. Và lý do thứ nhì là người ta muốn kiếm thêm thu nhập thì làm sao kiếm thêm thu nhập bằng cách là người ta có thể là bán option có nghĩa là giả sử như chúng ta các bạn đang lưu trữ BTC đi thì các bạn nghĩ là BTC từ đây đến cuối năm giá sẽ tăng lên cho nên các bạn sẽ bán put option cái người mua put option này là cái người mua quyền được bán ở một cái mức nào đó thấp hơn giá hiện tại thì đương nhiên nếu như mà các bạn nghĩ là BTC từ đây cuối năm giá sẽ tăng lên Thì cái hợp đồng đó sẽ bị đáo hạn Các bạn sẽ được lời cái tiền mà người ta đặt cọc cho các bạn Và ngược lại các bạn có thể là nghĩ là giá của BTC từ đây cuối năm sẽ đi xuống Cho nên các bạn sẽ bán call option Có nghĩa là các bạn bán cái quyền được mua từ một người khác Thì cái quyền được mua này thì giá cả sẽ cao hơn giá hiện tại Tại vì các bạn nghĩ là giá cả sẽ đi xuống Cho nên nếu như mà các bạn đúng Thì các bạn có thể giữ cái tiền đặt cọc của người ta khi mà hợp đồng đã đáo hạn đây là cái lý do thứ nhì Và lý do thứ ba là nếu như mà các bạn là một người mà có cái số lượng tài sản lớn mà các bạn cần phải mua bảo hiểm Thì các bạn có thể là mua option cũng tương tự như là nhiều người mua futures Để mà bảo hiểm cho mình, để mà chống lại cái sự dao động giá của cái loại tài sản đó Đây là ba cách chính mà tại sao người nào đó đã tham gia vào thị trường crypto Thì nói tới đây thì thường nghĩ là có nhiều bạn sẽ cảm thấy là vô cùng khó hiểu Nhưng mà không sao, một lát nữa Thường sẽ giải thích một cách đơn giản là thị trường option bây giờ là người ta đang mua bán hợp đồng là giá BTC đi lên hay là đi xuống và option là một phần mà rất là quan trọng trong thị trường tài chính như bạn cũng đã biết là ngoại trừ thường tốt nghiệp ở trong ngành tài chính với bằng thạc sĩ ra thì thường cũng làm trong ngành uh, tài chính liên quan đến chứng khoán và thường bản thân thì giữ bốn chứng chỉ chứng khoán và option là một phần rất là lớn khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của broker check là thuộc một người mà nắm giữ chứng chỉ uh, với là finra thì các bạn thấy được là khi chúng ta đi thi Series 7, đây là một cái bàn gọi là Stock Broker, các bạn có Series 7 thì các bạn có thể làm nhân viên chứng khoán Option là một phần rất là lớn, hầu như là khi mình thông thi Series 7, 50% của bài thi là toàn bộ là nói về Option Còn phần còn lại là nói về công trái phiếu, đây là hai phần rất là lớn cho những bạn nào mà muốn trở thành một nhân viên chứng khoán mà lấy chứng chỉ Series 7 nếu như mà các bạn thật sự muốn hiểu rõ về thị trường Option thì phải học tới vài tháng Thường dồn hết tất cả những tài liệu đó lại trong video chỉ có vài phút Đây là những cái tài liệu căn bản thường muốn đem đến cho các bạn à, Chỉ còn đứng sau lưng thì có nhiều tài liệu phức tạp hơn Nhưng mà những tài liệu căn bản này cũng đủ để chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại Đây cũng là tài liệu được chia sẻ bởi school Đây là tài liệu mới nhất ngày hôm nay, một ngày trước khi mà những cái Option này đáo hạn thì các bạn thấy được là những người nào mà mua call hay là bán put đây là cái số lượng người mà tin tưởng là giá Bitcoin sẽ lên cao và ngược lại cái số lượng người nào mà mua put và bán call là số người này nghĩ là giá BTC sẽ đi xuống thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào phần trăm thì cho đến bây giờ là 39 cộng với 20% là 59% của số lượng người đang giao dịch option bây giờ nghĩ là giá BTC sẽ đi lên và cái phần còn lại là nghĩ là giá BTC sẽ đi xuống có nghĩa là còn lại là khoảng 4% thì điều này có nghĩa là như thế nào? Điều này có nghĩa là trước đây nhiều người lo lắng là mỗi lần mà chúng ta thấy cái bitcoin Future hợp đồng tương lai mà sắp đáo hạn thì nếu như mà nhiều người short cái năm tương lai Thì nhiều người lo lắng là những tổ chức đó sẽ lên các sàn giao dịch và đẩy giá BTC đi xuống Thì nhiều người cho là option thì có thể cũng tương tự Tại vì đứng sau lưng option đó chính là giá BTC giao dịch trên các sàn thì nhiều người cho là nếu như mà option đáo hạn thì có thể giá đi xuống tại vì những tổ chức những nhà đầu tư đứng sau option sẽ tìm cách để mà đẩy giá BTC trên các sàn đi xuống để họ kiếm lời hợp đồng của họ nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là bây giờ là phần lớn hợp đồng 59% là hợp đồng là tin tưởng là giá cả đi lên có nghĩa là nếu như đây là sự thật thì những người đứng sau lưng là phần lớn sẽ tìm cách để mà đẩy giá BTC đi lên chứ không phải là đi xuống đây là đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn điều thứ nhì là cái giao dịch hợp đồng option bây giờ thì thực sự là cái khối niên dịch tuy là càng càng tăng lên đây là một cái dấu hiệu của một thị trường mà đang trưởng thành và cũng rất là tự nhiên nhưng mà cái phần trăm giao dịch hợp đồng option bây giờ so với lại giao dịch ở trên cái sàn giao dịch thì chỉ chiếm tỷ lệ là có một phần trăm có nghĩa là cái số lượng giao dịch rất là thấp không đủ để mà ảnh hưởng tới giá btc thì chính là cái điều thứ nhì thì muốn chia sẻ với các bạn và cái điều thứ ba mà nhiều bạn quan tâm tới đó chính là cái sự quan hệ mật thiết giữa btc và thị trường chứng khoán của hoa kỳ các bạn cũng đã thấy là trên màn hình đây chính là cái biểu đồ được chia sẻ bởi con thì trong thời gian gần đây rất rõ ràng là btc đi cùng một xu hướng với lại thị trường chứng khoán thì nhiều người cho là chứng khoán bây giờ thì cũng có nhiều điều bất ổn như chúng ta thấy cái uh, sự việc liên quan tới dịch bệnh ngày lại càng lan tỏa nhiều hơn và chúng ta nhận được những cái thông báo giống như, như là hôm nay từ tiểu bang Texas là họ sẽ ngưng cái chiến lược mở cửa trở lại. Tôi sẽ có một video nói về cái vấn đề này. Thì nhiều người cho là đối với cái sự bất ổn của thị trường chứng khoán mà chúng ta lại đối đầu với lại cái số lượng lớn bitcoin Option sắp sửa đáo hạn ngày mai thì có khi nào có chuyện lớn xảy ra hay là không? thì có một điều mình không muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là chúng ta nhìn riêng về BTC và S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy được là cái sự quan hệ gần đây thực sự là mật thiết nhưng mà có một điều mà nhiều người không để ý tới là khi mà chúng ta nhìn vào những thị trường khác như chúng ta nói tới là vàng thì vàng cũng có cái sự quan hệ rất mật thiết trong thời gian gần đây chúng ta nhìn vào hôm nay thì chứng khoán đã tăng lên những chỉ số của Hoa Kỳ như là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq tăng lên thì các bạn thấy cũng tương tự vàng cũng có cái sự tăng trưởng và BTC ngày hôm nay thì cũng có cái sự tăng trưởng sau khi mà đi xuống mạnh ngày hôm qua và hôm qua tại sao xuống mạnh thì nhiều người nói là liên quan đến cái xu hướng của thị trường chứng khoán thì tại sao mà nhiều mảng đầu tư như là vàng như là Bitcoin như là chứng khoán thì lại đi cùng một xu hướng trong thời gian gần đây thì đây là một cái đề tài mà thường đã đề cập tới trong những video trước đây thì lý do không rất dễ hiểu tại vì tình hình hiện tại rất là khác so với tình hình giả sử như là năm 2008 Lúc đó các bạn thấy là khủng hoảng xảy ra nhưng mà khủng hoảng là ở trong thị trường tín dụng Thì chứng khoán đi xuống, bất động sản đi xuống thì những nhà đầu tư sẽ dồn tiền của mình vào một mảng đầu tư khác Và vàng là một trong cái sự lựa chọn trước đó Các bạn thấy được là năm 2008 thì vẫn chưa có BTC Nhưng mà kỳ này thì rất khác biệt Đây là một cái đợt xuống giá của thị trường chứng khoán mà liên quan tới dịch bệnh Và trong cái tình hình mà xuống giá là một dịch bệnh này thì các bạn thấy là tất cả những mảng đầu tư tất cả những tài sản đều bị bán đi tại vì người dân bây giờ là cần tiền mặt để họ có thể là qua khỏi cái tình hình dịch bệnh trong thời điểm hiện tại đây là một cái sự khác biệt rất là lớn nhưng mà cái sự mà đi cùng một xu hướng của vàng của bitcoin với lại thị trường chứng khoán thì nghĩ là thời gian ngắn hạn tại vì cho dù chúng ta nhìn vào tài liệu năm 2008 thì nhiều người không để ý khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ giá vàng thì các bạn thấy được là năm 2008 hồi tháng 2 thì lúc đó là giá vàng đã từ từ đi xuống và khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra như là hồi tháng 8 tháng 9 năm 2008 thì vàng một thời gian ngắn cũng đi cùng một xu hướng với chứng khoán có nghĩa là đi xuống nhưng mà sau đó thì thị trường vàng đã từ từ tăng trưởng trở lên mặc dù là chứng khoán tiếp tục cắm đầu cho đến mãi cho đến đầu năm 2009 vàng bắt đầu từ tháng 10 năm 2008 đã có cái sự tăng trưởng thì tôi tin tưởng là BTC cũng như vậy trong một khoảng thời gian nào đó thì chúng ta sẽ thấy được là vàng và BTC đi cùng xu hướng với chứng khoán cho đến khi mà chúng ta thấy là những cái gói hỗ trợ những cái sự hỗ trợ đến từ cục giữ liên bang đến từ Fed phai mở đi thì lúc đó người dân sẽ cảm thấy là sẽ không còn an toàn để mà để tiền trong chứng khoán nữa họ sẽ dùng tiền vào trong những cái thị trường khác đây chính là cái sự tin tưởng của thuận và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn có thêm một số những cái hiểu biết cũng như là tài liệu liên quan tới những gì đang xảy ra khi chúng ta nói tới thị uh, trường option của bitcoin và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn